Vâng, xin chào bác đối với kênh chiếc xe đạp. Và mang giới thiệu bác một mẫu xe mới về bên em, mẫu dòng xe Rốt của thương hiệu Gian, Gian Delphi. Đây là mẫu Gian bên em mới về. Tổng thể xe đánh giá mới tầm 90% xe, xe rất là đẹp bác nhá. Đây là cũng là một cái mẫu dòng cao cấp của dòng xe Gian. Với cái bộ khung rất là chắc chắn. Cái tông màu đen và màu trắng xanh, điểm nhấn màu xanh trên khung sẽ rất là nổi bật. Và bây giờ xin đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, trên khung hình các bác đây là cái mẫu dòng Gian Delphi. Một thương hiệu Gian nổi tiếng về những cái dòng xe đạp thể thao. Cái model là model của dòng Gian Delphi. Thì như các bác biết thì em giới thiệu qua những cái dòng xe Gian dòng OCR. Thì đây là một cái mẫu cải tiến cao cấp hơn, là mẫu của dòng Delphi. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy X, vẫn là kim nhôm siêu nhẹ của thương hiệu Gian. Tổng thể xem đánh giá là tầm 85-90% xe, xe còn rất là đẹp. Cứ thích cũng đắt, đang thích cái dòng xe tông màu sáng tối. Tông màu chủ đạo vẫn là tông màu đen, điểm nhấn màu trắng và xanh trên khung xe. Thì đây cũng là một cái phiên bản cao cấp hơn những mẫu model của dòng OCR. Cái model là model Gian Delphi. Xe được thiết kế với cái bộ khung rất là chắc chắn. Là một trong những cái dòng xe road đua. Một thương hiệu tên tuổi của thương hiệu Gian. Cổ phốt và càng xe chính hãng của thương hiệu Gian nguyên bản theo xe. Và như em đã giới thiệu những video trước khác đây thì những dòng Gian cao cấp, model của dòng Gian model cao cấp thì được làm từ những model của dòng Gian Connect. Đây, Gian Connect này, cái đồng xe. Sẽ được sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano Sora, trang bị với 9 tầng lip. Bên tay phải em được bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora, 2 tầng đĩa. Càng nhôm không mối hàn chính hãng, vẫn còn nguyên bản cái mã vạch chính hãng của xe đấy, có nhìn rõ đấy, rất là mới. Vành nhôm hai lớp chính hãng của dòng Gian SR2 nguyên bản theo xe. Cặp lốp nguyên bản theo xe cũng cặp lốp của dòng thương hiệu Gian. Kích thước lốp 700x25C, lốp SR4. Và đây là thông số chiều cao của xe, size S. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 46, cũng là size S. Thì ở các bạn từ 1m6 đến trên 1m7. Cọc yên nhôm chính hãng nguyên bản theo xe của Gian. Và yên hiệu cao cấp, yên của Ý, yên Physics. Đây, một trong những thương hiệu làm linh phụ kiện dòng yên và ghi đông xe rất là cao cấp, một thương hiệu Ý nhé. Các bác phải lên trên mạng tham khảo thêm, yên Physics. Đùi đĩa Shimano Sora nguyên bản theo xe, gạt đĩa Shimano Sora, bê-đan nhôm, củ đề Shimano Sora, sẽ trang bị với 9 tầng lip, chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng sau xe sử dụng với bộ vành chính hãng nguyên bản theo xe, vành của Gian SR2, vành nhôm hai lốp. Và bây giờ xin vào đánh giá tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị 9 tầng lip chính hãng bản của Shimano Sora. Lên lip. Xuống lip. Và chuyển động rất là chân phu mượt mà các nhé.
nguồn bộ vào lúc chính hãng của Shimano Soda. Bên phải em là trang bị hai tầng đĩa, đùi đĩa của Soda và gạt đĩa của chính hãng của Soda. Xuống đĩa, lên đĩa, nó sơn chua mượt mà. Đây là một cái mẫu model cao cấp của Gian, được cải tiến hơn so với những cái dòng xe model của Gian OCR trước đây em có từng giới thiệu, cao cấp hơn. Mà xem đánh giá rất là đẹp các nhá. Xem đánh giá tầm mới tầm 90% xe. Yên Physics, Nguyên Group chính hãng của Shimano Soda. Vâng, em vừa giới thiệu xong chiếc xe dòng Gian, model Gian Delphi cao cấp của thương hiệu Gian. Và xe giá tốt bên em là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác là con tôi thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp. Nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại vào chương ngày mai.